lại nữa thiện hiện đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa nương vào bản tánh không dạy bảo trao truyền cho các loài hữu tình khiến siêng năng tinh tấn nói thế này này thiện nam tử đối với thiện pháp ngươi phải siêng năng tinh tấn nếu khi tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng nếu khi tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng nếu khi tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng nếu khi an trụ pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tài tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng, nếu khi an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa bậc pháp vân, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu 10 lực phật bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng, nếu khi tu trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng, nếu khi tu tất cả pháp Phật khác thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng vì sao này thiện nam tử vì các pháp như thế đều bản tánh không lý của bản tánh không chẳng nên tư duy hai hay chẳng hai